Đấy. Chết 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 lại còn đi quay mặt. Nào chị bảo thấy điều kỳ diệu như nào? Kỳ diệu là sau chị ngâm chân 10 buổi ở đây và rung lắc. Chị đi làm rung lắc máy ion ở trên tầng đúng ấy. Đúng rồi, chị đi làm xét nghiệm mà chị thấy kết quả của chị ngày trước chẳng hạn như là mỡ máu cái creatinine trước của creatinine. Chị là, creatinine là 7.2 mà vừa rồi xuống đẹp vô cùng luôn 5.4. Úi giời ơi, nảy nổi hết cả cái ốc. Cái mỡ bẩn đấy là của trước của chị là 4.3 mà vừa rồi có 1.5. Chị quá ngạc nhiên nên đi rồi đi series. Chị liền dẫn cả cô bạn cô Vân ấy. Như thế là bốn người bạn của chị ở đây rồi này. Đấy. Nghe làm gì đấy. Mà nó vừa rồi Vân nó mua hai liệu trình ở đây vì chị đi du lịch. Mà Vân về Vân thử vừa rồi Vân cũng ngỡ ngàng luôn. Mê tít tin tin. Mê tít luôn. Vân bảo đấy Vân sáng mai lên đây đó. Sáng mai thì lên chị có biết là từ hôm nay mới lại từ cái hôm trước mà chị mà cứ bảo giáo sư đấy cái phong cho giám sư đấy bây giờ với lúc bấy giờ là cái hai cái khuôn mặt là khác hẳn hoàn toàn. Em mà đăng lên Facebook đây là rồi mọi người nhìn thấy chị của hôm đấy và chị của hôm nay thôi nhá, không có đăng đúng không có đăng bây giờ hình ảnh nó đây rồi mà lại không đăng này không đăng không thế được nào đăng, không được đăng cho người khác. Đó, nhưng mà phải nói là cái Phương đang bảo là phải sang tuần vừa rồi lúc ấy nói với cháu kia kìa là phải cho con dâu và con trai đến để đây. Cho nó cùng làm đây này cứ ngâm thấy là sướng là thỉnh thoảng lại ngâm đây này sướng không phải thường giờ... ngâm là phải ngâm đấy xuống nào xuống nào có nghĩa là 10 buổi đấy là ngâm là để cho nó ra liên tục ấy, xong là cứ 5 ngày thì chẳng hạn như nghỉ một buổi thì lại ngâm tiếp. Ngâm tiếp xong là về sau rồi thì lúc nào mình đi bảo dưỡng sức khỏe thì mình ấy luôn. Nhưng mà nhá, đây nhá, chị là sinh nhật là được tặng một buổi nắn chỉnh làm đẹp khuôn mặt. Thế hôm nay nắn chỉnh xong là sinh rồi. Hôm nay mua... chưa? Không, lát nữa. À. Hôm nay chưa. Chưa thì nó mới thế này. Chứ còn nắn rồi cái là mắt mũi miệng nó ngang ra chứ nó không có xấp xích như thế này. Chị mà cứ nghe dạy em từ ngày đấy mà là bảo là nắn chỉnh luôn một phát luôn là cái mặt là người nó còn khác nhiều nữa cơ. Bởi vì anh chỉ huy đầu não là anh chỉ huy mà anh được tốt thì anh chỉ đạo tất cả hoạt động. Ai là người nắn chỉnh? Ai ở đây cũng nắn chỉnh được hết. Chị đấy là chị mà bị giới hạn cái khả năng của các cháu ở đây. Em nói chị không? Em nói chị nghe là 17 năm nay em xây dựng thương hiệu. Nếu mà các cháu nó không làm tốt thì còn sao cháu em để cho các cháu nó làm? Làm mà không được là nó quăng cái thương hiệu của mình xuống sông xuống biển à? Không, thằng bé mà mới vừa rồi ấy, là phải cho test lên người. Cái thằng bé mới cái thằng bé là thằng cháu ruột em ấy. Chị biết không, làm cho khách một phát khách mê luôn. Em đăng ở Facebook thằng Tùng. Khách mê luôn, khách bảo là coi như là này cháu ơi, cái cô bé vừa rồi tên là gì? Cô bé là thằng Tùng nhà mình nhá. À, lúc ấy à? An không. À, cái thằng đấy à? Ừ. À không, cái thằng đấy thì lại thằng con của anh bạn em là bác sĩ, nó đi học ở, nó vẫn đang học ở y dược Cửa Tĩnh đây này. Bạn đấy muốn tại nghề là phải cho test lên người bọn em đã, chứ còn cho làm như này là không ok đâu. À, bạn An đấy. Cậu đấy thì làm về cái xoa bóp bấm huyệt thì nó làm được, nhưng mà sang đây mà làm là theo thập thông là phải học và chương trình của thập thông này. Đúng rồi. Đấy, mới cho các cái bài gọi là bài phụ thôi. Chứ đã làm được cái phần chính đâu. Đấy, nên là đấy nhưng mà đây vấn đề nha, có chứ, ai cũng phải là như kiểm duyệt hết. Vấn là tại sao mà cái này nó có cái tác động gì mà tự dưng mà nó lại thải độc tốt thế? Đấy. Ui giời ơi, chị ơi, khoa học bây giờ càng ngày càng đấy. Tiến bộ lắm thì chị biết là nó đen xì xì như thế này. Đen xì xì như thế này bây giờ nó thải ra được thì bình thường ra người ta đánh bằng cái cây bạc ấy thì nó ra đen đen, người nào có gió thì nó ra đen đen nhưng mà đây nó là thải luôn như thế này, chị bằng bao nhiêu lần cái cây bạc mà đánh mà nó ra được như này. Chị mê cái món này đây này. Nó nhẹ, mỗi một lần nó nhẹ người luôn ấy. Chị đi xét nghiệm xong rồi chị bảo cô bạn chị là cô Vân đấy, Vân mà em biết rồi đấy. Vâng. Như đấy. Nó làm về xét nghiệm nó cũng mê luôn. Thế là nó công nhận xong hay thế này. Em nói chị nghe đấy. Là khi mà em đưa này về đây làm là em cũng phải đi làm 17 buổi rồi đấy. Thế em thích thì em mới lại mua coi như là 5 máy này để 10 người có thể là ngâm luôn cùng một lúc được. Mà nó có đáng bao nhiêu đâu, mỗi người có 50 ngàn, ưu tiên có 50 ngàn một lần ngâm là sướng. Đấy, mà sắp tới nữa thì lại có cái chương trình ưu đãi từ bắt đầu mùng 1 tháng 6. Tức là vừa được ngâm cái này, vừa được máy nằm máy rung lắc y ông kia mà chỉ hết có 69.000 thôi. Sướng chưa?
quá sướng, là nằm cả máy kia, cả cái này, nửa tiếng cái này, nửa tiếng cái kia. Giống như kiểu việc làm từ thiện ý, mình mua cái máy đấy là cặp đôi máy đấy là coi như là gần 70 triệu đấy. Nhưng mà mình chỉ lấy thế thôi để cho cộng đồng của mình, khách của mình người ta được hưởng lợi ích. Chị cứ mua cả luôn, cả lâm chân, cả dung lắc. Ở đấy thì chị cứ mua cả 10 buổi này đang chương trình ưu đãi là chỉ có 69.000 thay vì một cái này được 50.000 đã sướng rồi đúng không? Trước đây là 80.000 một lần này, nhưng bây giờ là 69.000 được cả ba thứ. Không, ba thứ là đâu, những cái gì mà ba thứ? Thế chị nằm ở trên kia không là máy rung lắc chân à? Ừ. Xong ở dưới của nó là có cái tấm ion là dải ở lưng đấy không là ấy à? Thế là ba thứ à? Mua luôn cả cái đả thông ấy. Ở đả thông đấy thì là 3 triệu, 3 triệu là được 10 buổi. Thì lại tặng thêm một lần nắn chỉnh mặt nữa. Trời ơi, rồi là vẫn mua của các cháu là 3 triệu rưỡi đấy. 3 triệu rưỡi thì là đấy là nó là có cái 10 triệu đấy. Không. 3 3 thứ hai thứ ba rồi còn gì nữa. Đáng 4 triệu thì mới là được cái chuyên sâu, tức là trong tất cả các cái lần đấy là đều mình được chỉnh xương. Xương xiết các thứ lệch lạc ở đâu mình được chỉnh đấy. Bây giờ chia ra các cái gói đặc trị, thập thông đặc trị.